Xin chào tất cả anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Peach Channel và mình là Đan Anh đây. Và Đan Anh cảm thấy là trong ngày hôm nay giống như là một ngày mà cả thế giới đang đổ dồn về tâm điểm S10. Và có thể là vì cái lý do đó mà khi mà Đan Anh lướt web và đọc tin tức công nghệ thì có quá nhiều thông tin về S10 luôn. Và mình nghĩ là các bạn cũng đang bị hoang mang, bị quá tải thông tin. Cho nên là trong video clip ngày hôm nay, Đan Anh sẽ giúp các bạn hệ thống lại một số thông tin. Và đây là những thông tin rất đặc biệt mà có thể có nhiều người sẽ không biết hoặc là chưa biết về S10. Vậy thì đó là những thông tin đặc biệt gì về chiếc S10 siêu phẩm của chúng ta. Hãy cùng Đan Anh theo dõi video clip này đến cuối cùng nhé. Thông tin đầu tiên đó chính là không biết nên vui hay nên buồn bởi vì S10 của chúng ta vẫn giữ nguyên jack tai nghe 3.5 và nó sẽ cùng chúng ta tiếp tục đồng hành trong siêu phẩm series mới này của Samsung Galaxy. Nhưng mà tại sao Đan Anh lại nói đây là điều đáng buồn hay là đáng vui cũng chưa biết. Thứ nhất là bởi vì vui á, là chúng ta hoàn toàn vẫn sử dụng được những cái tai nghe với jack 3.5 rất là thuận tiện mà không cần phải mua thêm hoặc là thay đổi những cái linh kiện đắt đỏ hơn, ví dụ như là cổng Type-C hay là chắc không có Lightning với Galaxy đâu. Tuy nhiên thì đó cũng là một điều đáng buồn bởi vì nếu như chúng ta cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ và Samsung lựa chọn cho S10 với cổng tai nghe 3.5mm như vậy thì có phải là một cái sự lựa chọn quá an toàn hay không? Nếu mà cứ lựa chọn an toàn như vậy, nghĩa là chúng ta sẽ bị dậm chân tại chỗ. Mà dậm chân tại chỗ thì có nghĩa là chúng ta sẽ không có thể dự đoán hoặc là mong ước được một cái tương lai sẽ được đổi mới. Việc này thì sẽ dẫn đến một cái hậu quả cũng giống như việc là chúng ta là người tiêu dùng công nghệ và đang muốn cả thế giới chuyển sang xài cổng Type-C vậy. Mặc dù biết là cổng Type-C rất là tiện lợi, rất là hiện đại, có thể dễ dàng cắm sạc trong bóng tối. Tuy nhiên thì bạn hãy thử đặt mình vào trường hợp là bạn đang xài một thiết bị Type-C với dây sạc Type-C và bạn đi làm. Tuy nhiên thì khi mà về đến nhà bạn lại bỏ quên cái dây sạc Type-C trên công ty và về đến nhà thì xung quanh bạn có rất là nhiều cáp micro USB. Bởi vì những cái thiết bị như là loa Bluetooth hay là đèn v.v. của bạn vẫn đang sử dụng cổng micro USB thì bạn vẫn nghĩ là thôi hay là mình chuyển sang xài một thiết bị nào đó có cổng micro đi cho an toàn. Vậy thì cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể mong đợi được là cả thế giới sẽ chuyển sang Type-C đúng không nào? Và mình nghĩ là cái điều tương tự cũng đang xảy ra với cổng jack tai nghe 3.5mm của chúng ta. Tiếp theo một thông tin đặc biệt nữa của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10 đó chính là việc Samsung Galaxy S10 của chúng ta sẽ không có đèn LED thông báo nữa. Và lý giải cho cái việc này thì cũng rất là đơn giản và dễ hiểu thôi. Lý do là bởi vì cái màn hình mặt trước của S10 như các bạn đã thấy đó, chúng ta đã quá chiêu đãi quá nhiều cho cái phần màn hình cho nên là không còn những cái cạnh viền nữa. Và nếu như không còn cạnh viền nữa thì chắc hẳn là sẽ không còn chỗ cho đèn LED nữa đâu. Nên vì thế mà người dùng muốn theo dõi thông báo thì sẽ phải sử dụng tới màn hình Always On. Và tuy nhiên thì Samsung có vẻ như là đã tính toán đến việc này và tích hợp thêm tính năng chạm vào màn hình để hiển thị màn hình Always On Display trong vòng 30 giây. Và với tính năng này thì chắc hẳn là người dùng sẽ không còn phải lo ngại nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Always On Display bây giờ chỉ còn có 30 giây mà thôi, sẽ tiết kiệm dung lượng nhiều hơn cho điện thoại của mình. Và có thể trong tương lai chúng ta có quyền mong đợi là Samsung sẽ đem cái hệ thống đèn LED này quay trở lại trên những cái siêu phẩm sắp tới trong tương lai, ví dụ như là Galaxy Note 10 hoặc là S11. Bởi vì hiện tại thì có vẻ như là có vẫn nhiều người vẫn chưa có quen với cái việc là xem thông báo bằng màn hình Always On Display thay vì đèn thông báo của Samsung. Tiếp theo là một thông tin cũng cực kỳ đặc biệt nữa của Samsung Galaxy S10 mà mình nghĩ bạn nào cũng đang trông ngóng, đó chính là về phiên bản 5G đúng không? Và tất nhiên thì với S10 của chúng ta, với phiên bản 5G chúng ta sẽ có những cái đặc điểm hay hay là lạ sau đây. Và tất nhiên là cái việc mà họ ra mắt phiên bản S10 5G chính là một cái cầu nối để cho chúng ta có thể tiếp cận hơn với mạng 5G và cũng là một cách là họ đang giới thiệu cái mạng 5G này ra toàn thế giới. Và nhà sản xuất của chúng ta thì cũng đã quảng cáo kịp thời, đó chính là mạng 5G này thì bạn có thể tải một bộ phim truyền hình chỉ trong vài phút, chơi game stream online trên đám mây, rồi chúng ta có thể tải những cái video 4K rồi VR cho gia đình của mình và bạn bè coi rất là mượt và không bị giật lag. Và tiếp theo, một đặc điểm khác của phiên bản S10 5G này là nó sẽ có một cái hệ thống camera khác biệt hoàn toàn. Đầu tiên là so với 3 phiên bản S10 kia thì chúng ta có thêm hai camera 3D depth ở một mặt trước và một mặt sau, hỗ trợ cho công nghệ thực tế ảo tăng cường AR. Và tổng cộng thì S10 5G có tới 6 camera, 4 camera sau và 2 camera trước. Tiếp theo sẽ là hai thông tin cũng như là hai lưu ý ngoài lề rất đáng để quan tâm với siêu phẩm S10 của chúng ta. Đầu tiên là việc mở khóa vân tay màn hình mặt
trước với tích hợp công nghệ sóng âm. Với S10 của chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ mở khóa được. Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây là bạn vẫn có thể mở màn hình bằng công nghệ sóng âm này khi mà trong điều kiện ngón tay bạn bị ướt hay là mồ hôi. Công nghệ nhận diện bằng sóng âm sẽ cho phép tốc độ nhận diện nhanh hơn, chính xác hơn và hoạt động hiệu quả hơn trong các điều kiện như là bị ướt, tay dính bẩn ngoài trời và nắng gắt so với cảm biến quang học đang có mặt trên các thiết bị như là Oppo R17 hay là Huawei Mate 20. Và tất nhiên là với cái tính năng công nghệ nhận diện sóng âm vân tay này trên S10 sẽ cho chúng ta một cái kết quả chính xác và nhanh chóng hơn, thậm chí là trong những điều kiện ẩm ướt hay là ngón tay bị ướt hay là bụi. Và nó sẽ tốt hơn cái công nghệ nhận diện bằng quang học trên những chiếc điện thoại ví dụ như là Oppo R17 hay là Huawei Mate 20 Pro. Và cuối cùng là một tính năng mà không thể bỏ qua, cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, là một tính năng mà Đan Anh rất thích, cũng như là những thánh hay sống ảo trên Instagram này, hay là những bạn nữ thích up hình story trên Instagram như Đan Anh á, thì đây là một tính năng cực kỳ hữu ích của S10 luôn. Đó chính là bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái giao diện camera gốc của S10, chụp ảnh và sau đó chỉnh sửa và tải ảnh trực tiếp lên Instagram mà không cần phải thoát ra cái màn hình camera gốc của S10. Rồi, vậy là đã có những cái thông tin rất là hay ho về S10 mà bạn rất cần nên chú ý và không thể bỏ qua. Và mình nghĩ những cái tính năng mà Đan Anh vừa liệt kê trong video clip này cũng là một điểm nhấn rất tốt cho siêu phẩm S10. Vậy thì bạn nghĩ là bạn có đang dành tiền để mua S10 hay không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh YouTube Bee Channel để chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều hơn với những video clip về công nghệ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye. Tải được một bộ phim vài tập lại. Và nhà sản xuất thì